Ờ, vì đường mới hai tới quảng trường La Mã. Ý ơi. Chi lên chi. Rồi. Qua đây bông vàng, bông vàng. Tới bông vàng. Xe qua. Rồi. À, nước nhưng mà nó không có nhiều giống như bữa. Đây. Con đứng đây. Rồi. Xe qua. Rồi. Này cũng đẹp nè. Chụp không? Ủa cái này con nhớ hồi nãy chụp không? Chụp rồi hả? Chụp rồi thôi. Để đi xuống dưới. Đây xoay một vòng nè ha. Mẹ, đây, mẹ, mẹ. Chưa đợi mẹ. Đợi đợi. Ủa hai mẹ con. Đợi mẹ. Sống ảo hai mẹ con. Sống ảo hai mẹ con luôn hả? Rồi. Sống ảo hai mẹ con luôn. Hai trắng hay hoa hồng? Trắng luôn, hồng luôn. Ok. Rồi qua, mẹ qua sống ảo hai mẹ con luôn. Rồi sống ảo hai mẹ con. Hai mẹ con sống ảo nè. Cho nó xoay qua hai bản mặt hai mẹ con sống ảo với nhau nè. Đó, cười. Rồi sống ảo rồi đó. Chạy qua bên kia. Lâu rồi mới được chụp hình với mẹ. Ừ. Mẹ nhìn kìa, bắn lên bắn xuống bắn lên bắn xuống giống y như là bắn siêu tiêu. Nước. Rồi sống ảo hai mẹ con màu hồng sống ảo. Rồi tiếp theo. Quảng trường La Mã. Rồi tiếp theo rồi đến màu đỏ. Rồi đến tiếp theo đó là đến công viên. Đi qua đây màu hồng chứ. Mình sống ảo hết nguyên cái dày hoa này luôn nha. Ừ. Nhưng mà cái chỗ này có cái không khí, có cái khí. Rất là đẹp nè. Sao chưa vô? Nhưng mà thôi, không chơi vô thì thôi. Đứng đây đi, đứng đây đi. Sống ảo hai mẹ con. Nó dùng từ có tay. Đứng đây đẹp nè. Rồi nè, sống ảo hai mẹ con nè, để xoay cái máy qua cái đây. Rồi, bắt đầu hai mẹ con sống ảo nè. Rồi. Dễ thương á. Dễ thương quá. Dễ thương quá. Rồi, tay sắp đất mang đồ, đồ mẹ, đồ con rồi nè, rần rần trên người nè. Giờ mình chụp hoa đỏ hay hoa vàng hay là hoa cầu vồng nữa. Chụp hết luôn. Vậy thì giờ mình chụp hoa vàng trước nha. Ừ. Mày nó văng rồi sao nó không cho vô nè. Mẹ qua đây. Đây nè. Ở đây cầu vồng được nè. Mình đang có chân mà. Không, mình đứng đây. Mình đứng đây. Mình sắp ảo vàng chứ hả? Này chứ đi, này chứ đi. Ok, cái này đẹp nè. Đây, cho nó xoay cái đã. Rồi. Rồi, được rồi đó. Tiếp theo là hoa gì? Thôi giờ mình sống ảo hoa đỏ đi. Hoa vàng nè, tới hoa vàng thì làm đi. Nhưng mà hoa đỏ là hoa quen thuộc của ngày 8 tháng 3. Ngày 8 tháng 3, chút xíu ba bên kia sau. Rồi, giờ đứng đây đúng không? Rồi. Vô rồi đó. Tiếp theo hoa cuối cùng. Hoa là hoa truyền thống. Hoa truyền thống. Đỏ hả? Dạ. Hoa đỏ là hoa truyền thống ở Việt Nam mà. Oh,
tài sách nạp mạng, lớp nhỏ, lớn, nhỏ, bé. Lính kính, lính kính. Đi khúc này nè, vô màu đỏ khúc này nè. Con ghét gì của mẹ vậy? Nè, vô, nhào vô, nhào vô. Rồi, vô, đó là hình đó. Lãng mạn á. Lãng mạn. Hai giờ mình đi qua ngồi đằng kia. Rồi hết phun nước rồi, phun nước chút xíu rồi nhảy nhảy xong rồi đó hả? Áo nữa hả? Áo ở ngoài biển. Sống áo ngoài biển hả? Có kéo cái gì đó? Chưa. Chưa. Rồi. Đây cái húi nè, cái húi ngậm xuống. À vô hình đó. Mỏi. Mát không? Mát mẻ. Cái này cũng hơi ăn tận. Ta đi vòng vòng cho biết rồi nó cứ ngồi chỗ không mà. Mẹ đang kia có đứa đâu nào kìa. Không. Kìa. Ở đài bự đó hả? Mấy cái tượng La Mã đó, người ta làm mấy cái tượng La Mã đó. À, mấy tượng La Mã nè. Ừ. Đi mệt chút đi rồi đi tiếp. Cái giường tôi clip mà dễ thương không? Đẹp nhưng mà là hoa giả, nó là hoa thật, chắc là sẽ đẹp hơn. Sao vậy? Hoa này cũng đẹp mà. Đẹp thiệt nhưng mà con nghĩ đó là hoa thiệt sẽ đẹp hơn. Hoa thiệt mới đẹp hơn, tại sao? Phỏng vấn nè, phỏng vấn như ý là tại sao hoa thiệt mới đẹp mà hoa giả không đẹp? Hoa giả nó có đèn, nó lấp lánh lấp lánh không? Nhưng mà chỉ lấp lánh thôi thì con thích hả? Con thích hoa thiệt hơn, để mà chụp hình giống như là ngày 8 tháng 3 vậy. Nè, sao hãy với con thôi. Trời ơi. Nó chưa nó thích với nó là đi rồi. Đẹp ba bằng hôm bữa nước ở kia đây bên là nước tí 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 ha. Người đẹp người sống ảo với con nữa đó rồi ơi rồi hôm nay mẹ con mình sống ảo luôn con sò sò. Chưa, để cho nó xây qua nè. Nó xây qua hai mẹ con mình nè. Giới thiệu luôn cả một cây đây. Rồi. Xong ạ.
Có tay của mình hình như mình đã đưa cho ta, chắc vô rồi đó. Chắc vô rồi. Rồi. Rồi, mọi người hãy cùng chiếm nữa đây. Rồi. Wow. À, đây nè. Mà nó không được cao bằng hôm bữa ha. Hả? Hôm bữa mình cao hơn. Cái này nó hơi bé. Nhưng mà nó nhiều màu. Con sò, cái máu con sò. Con sò đây. Tí xíu lên đi. Ừ, hả? Giờ quay qua đúng không? Quay qua vậy đúng không? Rồi nè, xem qua. Ê, quên trời. Trời ơi. Quên. Rồi chắc được rồi đó. Rồi. Vô sò chưa? Chắc vô rồi đó. Không biết nó có vô được con nào không. Wow, hai màu luôn kìa mẹ bỏ mất rồi. Ờ, sai quá. Hai màu luôn. Ừ. Đây nè. Con thấy gần như đó là con sò nó đẹp hơn. Đó, hai màu. Đó, vô rồi đó, vô rồi đó. Nó hòa hưởng à. Ừ. Trông có thể đẹp hơn. Ừ. Lát lát như ý ra đây nè, nó ý lại đứng ngay trên giữa của cái cột đó mẹ, mẹ đứng đây. Con thấy con sò nó đẹp hơn cái này. Ừ. Sò nhiều màu. Đó. Hay là cần kết màu lại kìa. Hay là con lại đó con đứng như người chụp ra. Đây chụp với con đi. Ừ đi. Rồi xoay mặt qua nè. Con trước. Rồi. Giờ đến mẹ rồi cuối cùng mới chụp riêng. Thôi. Vô chung luôn đi, con cầm không được đâu, nó hư rồi. Mẹ quay đi đâu rồi? Quay mặt qua đây mới đúng nè. Rồi. Mẹ ơi, mẹ cho nó quay đi đâu. Thôi. Rồi nè. Rồi chưa? Con cười chưa? Dạ rồi. Cười rồi đúng không? Mẹ quay cái đó thì quay cái đó còn hay đẹp hơn. Quay cái con sò này á. Sò nó đẹp hơn cái đằng kia. Ừ. Tại vì trong cái này nó có nhiều màu sắc, nó hòa hợp lại rất đẹp. Giống màu galaxy á. Galaxy. Đó. Nó tung thêm màu. Con trường La Mã. Từ chiều đến giờ kiếm nó rồi kiếm. Ý lùng đi xong nó. Đi xét vô tường đi. Trời ơi, rồi. Mẹ không vô hả? Ủa, mẹ vô nữa hả? Ở qua video mới đi.